Sáng nay, hưởng ứng đợt phát động tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 của thành phố và quận Sơn Trà, Ủy ban Nhân dân phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh và nhân dân trên địa bàn phường Nại Hiên Đông tại trường tiểu học Hai Bà Trưng. Với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, góp phần khôi phục phát triển kinh tế xã hội, lãnh đạo phường Nại Hiên Đông kêu gọi trạm y tế, các ban ngành đoàn thể, các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều nội dung phong phú thường xuyên. Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố tăng cường thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để vận động người dân tiêm chủng và cộng đồng cùng hưởng ứng thông điệp tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi với cá nhân, nghĩa vụ với cộng đồng. Thì nhà trường đã vận động tất cả phụ huynh học sinh và các em học sinh ở trên địa bàn phường, không những trường Hai Bà Trưng mà tất cả các trường bạn để hưởng ứng tích cực cái phong trào tiêm vaccine để đảm bảo an toàn khi các em bước vào năm học. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là việc tiêm vaccine là một việc làm có ích lợi cho mỗi bản thân của mỗi con người Việt Nam chúng ta. Thì nhà trường luôn tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức đó đến với tất cả người dân cũng như cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường và đặc biệt là trẻ em nhỏ. Sau buổi lễ phát động, các em học sinh trường tiểu học Hai Bà Trưng và nhân dân trên địa bàn phường Nại Hiên Đông đã tham gia tiêm chủng phòng COVID-19. Theo phụ huynh thì việc tiêm vaccine thì tốt cho con em chúng ta. Do đó là luôn cho con mình tiêm đủ liều. Tới thời gian con mình thì tiêm mũi 2 rồi. Thì nếu mà tới thời hạn tiêm mũi 3 thì mình vẫn cho tiêm mũi 3. Thì đó là cái quyền lợi của mình. Phường Nại Hiên Đông đặt mục tiêu hoàn thành trên 70% trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022 được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 trước khi bước vào năm học mới, hoàn thành tỷ lệ tiêm chủng nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy mạnh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.